Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, tỷ lệ hộ gia đình sở hữu ô tô tại thành phố Đà Nẵng cũng thuộc vào top đầu của cả nước. Tuy nhiên, vì đáp ứng nhu cầu về đậu đỗ xe cho người dân vẫn còn nhiều bức xúc, nhất là khu vực nội thành, vào giờ cao điểm vẫn còn tình trạng ô tô đậu đỗ dọc đường gây khó cho các phương tiện lưu thông. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Chưa đến nỗi kẹt xe thường xuyên như các đô thị lớn, song xác suất kẹt xe cục bộ thỉnh thoảng vẫn xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Một trong những nguyên nhân được xác định là do lượng xe ô tô đậu đỗ trên đường dài đặc. Để có được chỗ đỗ ô tô, không ít người không ngần ngại mang cả ghế, gạch đá hoặc một số vật công kênh ra dành chỗ, đã tạo cảnh tượng hết sức lộn xộn trên những tuyến đường đẹp nhất thành phố. Chưa có chỗ đỗ xe đúng nơi quy định hoặc một cái bãi xe để đỗ thì đa số mọi người dân đều đỗ xe ở ngoài đường, nó gây lấn chiếm lòng đầy đường. Và đặc biệt là hiện nay Đà Nẵng đang rất là đông xe, cho nên là dẫn đến những tuyến đường có nhiều nơi bị ách tắc do việc mình đổ xe lấn chiếm lòng lề đường. Mong muốn của người dân thì Đà Nẵng có thể là phát triển thêm nhiều cái bãi đổ xe thông minh để người dân có nơi đổ xe. Thiếu bãi đổ xe, những khu đất trống đã biến các bãi đổ xe tự phát của người dân. Theo chủ trương của thành phố, ngoài quỹ đất bố trí theo quy hoạch, các lô đất công sản bỏ không sẽ được ưu tiên xem xét để xây dựng các bãi đỗ xe ô tô. Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương này hết sức ì ạch do khó khăn trong thu hút đầu tư. Đã nhiều năm qua, việc kêu gọi đầu tư bãi đỗ ô tô theo hình thức PPP không đủ sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp. Điều này không chỉ gây ra cảnh mất trật tự, mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân tại các vùng quy hoạch, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường, thành phố đáng đến và đáng sống. Môi trường ở trong cái nhà này là coi như 7 năm rồi, không ai dọn dẹp, chuột chết, chó chết là chúng tôi không làm được. Mà có khi là coi như nguy cơ là cháy nổ nữa. À, đấy, thành thử như mong rằng các ban ngành coi như là sớm để mà coi như là cái công trình sớm cho dân coi nhờ. Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu một số cơ chế chính sách để khuyến khích các nhà đầu tư vào đầu tư, ví dụ như là sẽ bổ sung thêm cái tỷ lệ thích hợp để kinh doanh thương mại dịch vụ đối với những bãi đỗ xe đã được quy hoạch, và đối với những bãi đỗ xe mà đang nằm ở tính chất tự phát thì chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn để có cái việc mà đưa vào kiểm soát cái chất lượng cũng như cái đảm bảo cái an toàn phòng cháy chữa cháy tại các bãi đỗ xe này. Để đạt được mục tiêu có khoảng 3-4% quỹ đất bố trí cho giao thông tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tương ứng với khoảng hơn 120 hectare, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương thực hiện các chương trình hành động cho mục tiêu dài hạn này. Theo đó sẽ tiếp tục rà soát đối với các bãi xe do tư nhân tự phát thích hợp hoặc bãi đỗ xe bị chuyển đổi công năng để đáp ứng nhu cầu đậu đỗ xe ô tô cho người dân trong tương lai. Mặt khác, nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe thông minh trên địa bàn thành phố.